Thì chị bấm qua dự báo em nha. Dạ. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, em tên là Trúc Ly, em năm nay 24 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Những lúc rảnh rỗi thì em hay nói chuyện với bạn bè, nói chuyện với mọi người và đi chơi, du lịch. Còn nếu mà lúc ở một mình thì em sẽ lắp Lego, ví dụ như những chú Lego nhỏ đằng sau. Về sở thích thì lúc mà một mình thì em cũng hay hát nữa, còn khả năng thì em có thể hát cho mọi người nghe. Sau đây em xin hát bài Đâu Chỉ Riêng Em của chị Mỹ Tâm. Mong mọi... Sau đây em xin hát bài Đâu Chỉ Riêng Em của chị Mỹ Tâm. Mong mọi người lắng nghe. Những dòng tin nhắn là lời mỗi đêm. Em biết bây giờ anh đã có một người mới. Nhưng em sẽ luôn dõi theo và lặng im như không biết gì. Em muốn thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu. Đừng mong em tin điều gì và đừng nói yêu em nữa đi, vì em biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng em. Anh luôn nói rằng anh yêu, rằng anh yêu. Riêng một trái tim dành cho nên thôi anh cũng như em đã nuốt đắng cay vào lòng, nước mắt ngấm sâu vào tim em bước kết thúc ở đây. Nhưng em sẽ luôn dõi theo và em muốn thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu. Tôi quay rồi.